Shop tóc giả Lan gửi tới chị em mẫu tóc giả chùm nguyên đầu bằng sợi tóc thật tự nhiên Bộ tóc này bên em đã uốn xoăn chạm vai Lọn này sóng cực kỳ xinh Chị em trung niên đội bộ này thì sang lắm Đường ngồi siêu ra đầu 4D Móc thủ công vô cùng tự nhiên Lớp tóc giả nhẹ thoáng đội lên siêu chân thật Không bị nặng đầu nhé Chất tóc dày mượt đẹp, sợi tóc khỏe Tự nhiên lắm có ai mà phát hiện mình đang xài tóc giả, dùng tóc thật thì bền lắm, dùng nhiều năm mà vẫn mượt, uốn nhuộm tùy ý, không hư hại, không lo tóc thật của mình bị ảnh hưởng, tháo đội dễ dàng, bất kỳ lúc nào mà không bị khó chịu, mình có thể giặt sấy, gội xả, uốn nhuộm lại thoải mái, chăm sóc dễ dàng như chính mái tóc tự nhiên của mình đúng là siêu tiện lợi phải không chị em? Vui lòng kết bạn số điện thoại Zalo hoặc nhắn tin cho shop em theo số điện thoại 0386421890, shop tóc giả Lan sẽ gửi tận nhà tận tay chị em một bộ tóc thật đẹp để chị em mình làm đẹp ngay hôm nay nhé.